vào ta đổ để đổ ra ngoài như vậy còn hơn là cho bà ăn. Sao mà đuổi vậy mà vẫn không về lì mặt ra vậy? Không lấy đồng chị đi viện. Chả có đồng nào cả, đi về đi. Đừng có mà đến đây mà ăn vặt. Chị đói lắm rồi. Đói đây này, tôi có cơm mà tôi cũng không thèm cho bà ăn đâu. Cho chị xịt bát. Thôi tốt nhất đi về đi, không có một bát một thìa nào cả, đi về đi. Chị mấy đồng đi, chị đi viện. Bà làm sao vậy? Bà có làm sao mà đâu mà đi viện? Đây giờ mặt mũi tím hết như này mà bỏ không làm sao. Nó đánh như vậy là đúng ấy. Cái tội ấy, đi bu ăn lại cho người khác xong rồi bây giờ cái tội là đánh chị. Sáng này đánh chị. Nên có tiền cho chị mấy đồng. Không có tiền làm gì mà có, em mấy nay cả đang không có tiền để tiêu rồi này. Cứ đi về đi. Có cơm cho chị bà. Đây cơm đây. Không cho là không cho, thà tôi đổ đi còn hơn là tôi cho bà ăn. Sao chị, em tệ với chị quá này. Bây giờ bà biết là tôi tệ à? Bà chị... sống như thế nào thế nên là bị vậy đấy. Bây giờ bà bây giờ đang bị quả báo đấy. Bà không phải giả vờ. Chị ốm thật mà. Ốm cái gì mà ốm đây này. Này, cơm đây, bà đưa thay đây. Đây này, gấp tất thà tất đổ để đổ ra ngoài như vậy thì còn hơn là cho bà ăn. Đấy, bà nhặt đấy mà ăn. Sao em sống tệ chị quá vậy. Đói đây, đói thì đấy, tôi cho ăn những cái gì nữa. Đây, bóc lên mà ăn. Cơm ngon như vậy mà mang đồ đi. Cơm thì tôi ngon đấy, nhưng mà tôi không cho bà ăn đấy, bà làm gì được. Đấy, tôi đổ xuống đất đi này. Đây, mày đói đấy, ăn đi cái gì nữa. Hiện. Không có là không có tiền hết. Đi về đi. Ai bảo bà đi vu ăn cái đó như vậy. Cái ông chủ đấy, ông ấy còn nhẹ tay đấy. Chị cứ vu oan gì đâu. Hôm trước ông ấy đổi trên Thường Sơn thì hôm sáng này chị đi qua ông gọi vào xong ông ấy túm được chị là ông đánh chị, ông bảo là chị là con ăn cắp. Mà chị có ăn cắp đâu. Không ăn cắp, không ăn cắp mà người ta lị, tự dưng người ta lôi ra người ta đánh à. Có ăn cắp thì người ta bị đánh chứ. Bây giờ không ăn cắp mà tự dưng lại bảo là người ta đánh vậy cứ mà người ta hâm hấp à. Thôi đi về đi. Đấy ăn xong rồi thì đi về đi đấy, bốc nốt lên mà ăn. Bẩn như vậy ăn làm sao được. Cho chị chị mấy đồng, chị đi viện, chị khám nên là cái chỗ này của chị xem là nó như thế nào. Nó đau đâu lắm. Đưa lên chân à? Đã ai đồng chạm mày đấy nữa mà. Ông ấy đánh vậy là nhẹ đi, đi sang bên kia nè. Sao không đấm luôn ở bên này nhét nữa đi cho nó tím đều đi. Đừng đánh chị nữa, đau. Cái ông đấy ông ấy đấm buồn cười, thấy đấm thì đấm cả hai bên đi cho nó tím cho nó bằng nhau. Bây giờ đấm thì đấm bên nọ bên kia đây, bốc nốt đi mà ăn này. Đói thì vì đấy ăn vậy cái gì nữa. Thôi bông đâu lên mà ăn. Sướng hay không muốn thì muốn khổ vậy cái gì nữa. Chị mấy đồng. Chả có đồng nào cả. Giờ nhà tôi thì đang không có tiền thuốc thang cho chồng rồi này. Sao lúc nào cũng kêu, lúc nào cũng khoe lắm tiền lắm mà. Bây giờ nhục nhã vậy à. Đói đến mức vậy cả. Đói. Đây này, nhặt nốt lên mà ăn. Chị xin em đấy, cho chị xin mấy đồng đi nhỉ. Bà bị làm sao vậy? Gọn lại, không xin giỏ gì hết. Hiền. Bà cứ đứng lên không có. Này, đứng lên nhìn ra chỗ khác nhá. Đừng có mà đến đây mà ăn vạ nhá. Tôi chỉ xin mấy đồng đi em. Nạo xin với xỏ đến đây mà ăn vạ mà không nghe đứng người á, đứng ngượng à? Đi. Đứng lên. Đừng có mà đến cổng lên mà ăn vạ cho người ta đi qua đi lại người ta nhìn thấy người ta cười cho kìa. Cho chị mấy đồng thôi mà. Đứng dậy đi về. Nhanh, đi về đi. Đấy, còn bấy nhiêu cơm đấy. Ăn thì ăn, không ăn thì thôi. Còn đừng có mà nhào nhào. Cho chị mấy đồng. Không có là không có. Đấy, cứ ngồi đấy. Hiền ơi. Hiền. Đúng rồi, ngồi đấy mà ăn vạ. Hiền ơi.